Sáng nay, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đi kiểm tra công tác xử lý sự cố vỡ cống Cầu Triệu ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch. Trước diễn biến nước lũ trong nhiều ngày qua tại các xã của huyện Lập Thạch, trong đó có sự cố vỡ cống Cầu Triệu ở xã Triệu Đề, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lập Thạch đã cử 20 cán bộ nhân viên phối hợp với 40 cán bộ chiến sĩ, lữ đoàn pháo binh, 204 binh chủng pháo binh cùng lực lượng dân quân tự vệ của xã, công an huyện và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện nhiều biện pháp khắc phục. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn cũng đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia xử lý sự cố, đặc biệt là lực lượng quân đội và công an. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia xử lý sự cố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia, cắt cử lực lượng canh trực 24/24 giờ.